19 tỉnh thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải chia hai mũi giáp công, linh hoạt trong phòng chống dịch. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo tại trụ sở Chính phủ vào sáng nay ngày 18 tháng 7. Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam hiện tiếp tục có xu hướng diễn biến phức tạp. Ngành y tế đang tích cực giảm số ca bệnh nặng, hạn chế tử vong, đặc biệt là đối với các ca mắc có bệnh nền, bệnh mãn tính. Bộ Y tế cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu và xấu hơn. Đối với tất cả các bệnh viện hạng 2, hạng 3, tức là bệnh viện tuyến huyện tương đương thì buộc là phải có sẽ thiết lập một cái hệ thống oxy trung tâm và kiểm soát lại toàn bộ tất cả cái quá trình đó. Nhưng mà đồng thời nữa là gì? Là vấn đề với cái việc mà chuẩn bị các giường hồi sức tại những cái bệnh viện này. Đối với cái tuyến tỉnh là thiết lập bằng được, tối thiểu phải được 50 cái giường mà cấp cứu hồi sức tích cực đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, đa khoa tuyến tỉnh để điều trị bệnh nhân nặng theo cái phân tầng điều trị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu 19 tỉnh, thành phố phía Nam khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 phải chia hai mũi giáp công linh hoạt trong phòng chống dịch để tập trung kiểm soát dịch thật tốt, tránh dẫn đến quá tải hệ thống y tế. Một mũi là tập trung cho những cái vùng ở những điểm dịch mà đã có cái mức độ lây nhiễm. Và một cái mũi là mình tầm soát như anh Vinh nói, kết hợp với các biện pháp đồng bộ. Để cái khu vực nào mà còn xanh chưa có dịch nhiễm thì mình giữ cho thật chặt. Khu vực nào vàng thì mình tầm soát nhanh, mình cô lập lại, mình đưa xuống xanh. Các thành viên ban chỉ đạo đã bàn và thống nhất giao Bộ Y tế hướng dẫn việc lưu thông hàng hóa trong nội bộ 19 tỉnh, thành phố thực hiện chỉ thị 16. Không yêu cầu lái xe, người đi trên xe có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng yêu cầu của chỉ thị 16.